Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Thượng. Phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời Đao Lợi. Chính thực tôi nghe, một thời Đức Phật ở trời Đao Lợi đã vì mẫu thân mà Ngài thuyết pháp. Bây giờ hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, nhiều không kể xiết ở khắp mười phương vô lượng thế giới đều đến đại hội cùng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca thường ở trong đời ngũ trượt ác thế, hiện đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, thần thông đại lực điều phục chúng sanh đảo điên ngang ngạnh, khiến chúng hiểu rõ pháp khổ pháp vui. Chư Phật khen xong liền sai thị giả vấn An Thế Tôn. Lúc đó Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn áng mây phát quang rực rỡ. Đó là mây phát quang đại viên mãn, mây phát quang đại từ bi, mây phát quang đại trí huệ, mây phát quang đại bát nhã, mây phát quang đại tam muội, mây phát quang đại cát tường, mây phát quang đại phúc đức, mây phát quang đại công đức, mây phát quang đại quy, mây phát quang đại tán thán. Đức Phật phóng ra những áng mây sáng nhiều hơn thế nữa không thể kể xiết, lại nói ra tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng chỉ giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng đại trí huệ, tiếng sư tử lòng, tiếng đại sư tử lòng, tiếng sấm mây, tiếng đại sấm mây. Cũng tiếng qua mấy Đức Phật nói ra kể không thể xiết, có vô lượng ức trời dòng quỷ thần ở cõi xa bà và các cõi khác đều đến đại hội tại trời Đao Lợi. Các vị ấy là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phúc Sinh, trời Phúc Ái, trời Quảng Quả, trời Niêm Sức, trời Vô Lượng Niêm Sức, trời Niêm Sức Quả Thực, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Cả thiên long chúng các chúng vị thần đều đến đại hội. Lại có các thần ở cõi xa bà nhiều phương nước khác, như là thần vẽ, thần đất, thần núi, thần cách sông ngòi, thần coi đồng hồ, thần chỗ hư không, thần chỗ ngũ mạng, thần ở trên trời, thần chủ quản ngày, thần chủ quản đêm, thần xét ăn uống, thần giữ cỏ cây. Các vị thần này đều đến đại hội. Lại có những chúa quỷ lớn ở cõi xa bà nhiều phương nước khác, các chúa quỷ như chúa quỷ mắt dữ, quỷ thu hút máu, quỷ lấy tinh khí, quỷ nuốt thai trứng, quỷ hành bệnh tật, quỷ thâu khí độc, quỷ dụng từ tâm, quỷ làm phất loạn, quỷ đại ái kính. Các chúa quỷ này đều đến đại hội. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Bồ Tát Tam Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: Ông xem chư Phật, chư bạn Đại Bồ Tát, trời rồng quỷ thần, ở thế giới này còn thế giới khác, ở đất nước này còn đất nước khác, hiện đang dự hội ở trời Đao Lợi, ông có thể biết là bao nhiêu không? Bồ Tát Tam Thủ bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, nếu dùng sức thần của con tính đếm, dù cho nghìn kiếp cũng không biết được. Đức Phật bảo Ngài Tam Thủ Sư Lợi: Ngay như ta lấy mắt Phật nhìn nhận cũng không đếm xiết, số thánh phàm này đều là do Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ bao đời kiếp hoặc là đã độ, đang độ, sẽ độ, hoặc đã thành tựu, hoặc đang thành tựu, hoặc sẽ thành tựu. Bồ Tát Văn Thù lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bao kiếp tới nay nhờ tu thiện căn mà con đã chứng được trí vô ngại, nghe lời Phật dạy liền tin theo ngay. Còn như các hàng tiểu quả thanh văn thiên long tám bộ và các chúng sanh đời sau dẫu nghe những lời thành thực của Đức Như Lai tất sinh ngờ vực, dù có dập tàu vương triệu đi nữa cũng chưa dẹp khỏi được sự bán nhạo. Cúi xin Thế Tôn chỉ rõ nhân địa tu hành của Đại Bồ Tát Hiện Đại, Ngài là hạnh gì, đã lập nguyện gì mà được thành tựu khôn xiết niết bàn miễn sự như thế? Đức Phật liền bảo Ngài Văn Thù rằng: Ví như tam thiên đại thiên thế giới chẳng có bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lúa vừng che lau đá núi bụi nhỏ, cứ cho mỗi vật là một sông Hàn, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hàn, mỗi một hột cát là một cõi nước, rồi một cõi nước cứ một bụi nhỏ lại là một kiếp, tính hết bụi nhỏ trong một kiếp ấy đều là kiếp cả. Địa Tạng Bồ Tát từ khi chứng quả thập địa tới nay cũng gấp nghìn lần con số thí dụ kể trên, huống mà từ thuở Địa Tạng Bồ Tát còn từ trong bậc thanh văn tộc giác. Lại nữa Văn Thù, tuy thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn, nếu đời sau này có người thiện nam hay thiện nữ nào nghe thấy danh tự Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khen ngợi, chiêm ngưỡng lễ lạy, hoặc niệm danh hiệu hay là cúng giảng, cho chí sơn vẽ khắc đắp hình tượng, thì những người ấy sẽ được trăm lần sinh lên ở trong ba ma cõi trời, vĩnh viễn không đọa vào đường ác nữa. Này Văn Thù ơi, trải vô lượng kiếp xa xưa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là Trường Giả Tử, đời ấy có Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Đại Trường Giả Tử thấy Phật tướng mạo đầy đủ tốt đẹp, nghìn phúc trang nghiêm, mới hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì mà được như thế. Khi ấy Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh bảo Trường Giả Tử: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua thời gian lâu dài độ thoát tất cả chúng sinh khốn khổ. Này Văn Thù ơi, Đại Trường Giả Tử nghe xong nguyện rằng: Con xin từ nay trở về sau này, đời đời kiếp kiếp dùng mọi phương pháp khuyên bảo chúng sanh trong sáu đường khổ, khiến cho bọn họ được giải thoát hết, rồi tự thân con mới chứng quả Phật.
Vì đối chức Phật đã phát nguyện lớn, cho nên đến giờ trải qua trăm nghìn muôn vạn ức kiếp không thể kể xiết mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Lại về quá khứ cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp, lúc đó có Phật ra đời hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức số kiếp. Trong đời tượng Pháp có người con gái dòng Bà La Môn tích phúc sâu dày, mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi chư thiên hộ vệ. Và mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh Tam Bảo. Vị thánh nữ ấy bằng mọi phương tiện đủ lời khuyên ngăn muốn cho bà mẹ phát sinh chứng kiến, nhưng mà bà mẹ vẫn chưa tin hẳn. Chẳng được bao lâu bà ấy bị chết, thần hồn sa đọa địa ngục vô giá. Lúc đó thánh nữ biết ngay mẹ mình khi sống ở đời không tin nhân quả, nay chết tất đọa theo nghiệp mà sinh vào nơi đường ác. Thánh nữ thương xót liền bán cửa nhà, mua nhiều hương hoa cùng là phẩm vật, lên chỗ thắp Phật làm lễ cúng dường. Đến một ngôi chùa thấy pho tượng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp vệ uy nghi trang nghiêm rực rỡ, thánh nữ chiêm bái càng thêm kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng: là bậc đại giác Phật đủ trí tuệ, nếu như Đức Phật còn ở tại thế mà mẹ tôi mất, tôi có thể đến hỏi nơi Đức Phật, chắc biết mẹ tôi sinh ở chỗ nào. Nghĩ rồi thánh nữ buồn rầu rơi lệ ngưỡng vọng Như Lai. Bỗng nghe trên không có tiếng bảo rằng: này thánh nữ kia, thôi đừng khóc nữa, hãy nghe ta bảo chỗ đoạn mẹ ngươi. Thánh nữ hướng lên chắp tay bạch rằng: đấng thần nào đấy đến giải lòng sầu cho tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đi đến nay ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi đâu mẹ sinh chỗ nào. Trên không lại bảo truyền thánh nữ rằng: ta đây là Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đứng chiêm bái đó, thấy ngươi thương mẹ gấp mấy kẻ thường nên ta mới đến chỉ cho ngươi biết. Thánh nữ nghe nói liền ngã lăn ra, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ lấy, hồi lâu tỉnh dậy rồi hướng hư không mà bạch Phật rằng: xin Phật từ mẫn bảo ngay cho chỗ mẹ con thắc sinh, không thời thân tâm của con chết mất. Đức Phật liền bảo với thánh nữ rằng: ngươi cúng dường xong mau trở về nhà, rồi ngồi nghiêm chỉnh niệm danh hiệu ta thì sẽ biết nơi mẹ ngươi sinh đó. Sau khi lễ Phật, thánh nữ về nhà vì thương mẹ mà ngồi yên ngay thẳng niệm danh hiệu Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai suốt một ngày đêm. Bỗng nhiên thấy mình đến bờ biển kia, nước sôi sùng sục, thú dữ đông đúc, sắt thép là thân nhảy bay trên biển, chạy giảm bên đông xua đuổi bên tây, thấy trăm nghìn vạn đàn ông đàn bà khi chìm khi nổi bị các thú dữ tranh nhau ăn thịt, lại quỷ dạ xoa hình thù quái lạ, hoặc nhiều tay chân, hoặc nhiều đầu mắt, răng nanh nhọn sắc chìa ra như gươm, lùa những tội nhân đến gần thú dữ cho chúng cắn cổ, rồi quỷ lại túm giật đầu giật chân những kẻ tội nhân, nhiều cách hành hạ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ sức niệm Phật nên không sợ hãi. Có một quỷ vương tên là Vô Độc cúi đầu liên tiếp hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát, có duyên sự gì mà ngài đến đây? Thánh nữ bèn hỏi: này quỷ vương ơi, đây là chỗ nào? Vô Độc đáp rằng: đây là tầng bảy thứ nhất phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ lại hỏi: tôi nghe thấy nói ở núi Thiết Vi trong cuối địa ngục, việc ấy thật không? Vô Độc đáp rằng: địa ngục có thật. Thánh nữ lại hỏi: nay tôi làm sao đến từ ngục này? Vô Độc đáp rằng: chỉ có hai điều, một nhờ uy thần, hai do nghiệp lực, ngoài hai điều này không thể đến được. Thánh nữ lại hỏi: duyên cớ vì sao mà nước biển này sục sôi như thế, lại lắm tội nhân cùng các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: đây là chúng sanh làm ác ở cõi Nam Diêm Bồ Đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự làm việc công đức cứu khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó không tạo nhân lành, nên theo nghiệp cảm dắt vào địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua bể này. Phía đông cách đây 10 vạn giao tuần lại có một bể, sự khổ quá thể còn gấp bội hơn. Phía đông bể đó lại có bể nữa, nỗi khổ chất chứa nói không thể cùng. Đó đều là những nghiệp nhân xấu xa, ba nghiệp cản ra cùng vận bể nghiệp, chính là ba cái nơi bể này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc: địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong ba bể đều là địa ngục nhiều đến trăm nghìn, số địa ngục lớn có 18 cửa, kế đó lại có 500 ngục nhỏ khổ độc vô chừng, nhỏ hơn thế nữa có nghìn vạn ngục cũng khổ vô chừng. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: mẹ tôi mới mất, chẳng hay thần hồn phải đoạn ngày nào? Vô Độc quỷ vương hỏi lại thánh nữ: thần mẫu Bồ Tát khi người còn sống quen làm nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: mẹ tôi khi sống mê tín tà đạo, chê bai Tam Bảo, có lúc hơi tin xong lại bất kính, tuy rằng mới chết mà tôi chưa biết đoạn lạc ở đâu. Vô Độc lại hỏi: thần mẫu Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: song thân tôi đều rằng Bà La Môn, cha tôi tên là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi thì tên là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thỉnh thánh nữ hãy quay trở về, chớ nên đem lòng âu sầu quá nữa. Bà Diệt Tế Lợi tuy có phạm tội, song bà đã được sinh lên cõi trời ba hôm nay rồi. Đó là nhờ lòng con bà hiếu thuận, nhất tâm tư phúc bố thí cũng giảm chùa tháp thờ Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng những một mình mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, mà cả tội nhân ở ngục khô giáng hệ ấy cũng được hưởng sự vui sướng, cùng được thác sinh. Quỷ vương nói xong chắp tay vái chào giã từ mà lui. Thánh nữ lúc đó như tỉnh giấc mộng,
Biết rõ sự này, liền lên trước tháp và tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà nguyện lớn rằng: con nguyện từ nay nhận đến sau này, nếu còn chúng sinh mất phải tội khổ thì con lập ra đầy đủ phương tiện khiến cho chúng sinh đều được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: quỷ vương vô độc, tức là tài thủ Bồ Tát bây giờ, còn người con gái dòng Bà La Môn nay chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Phẩm thứ hai, phân thân tập hội. Bây giờ phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới trăm nghìn muôn ức, không thể nghĩ bàn, không thể nói xiết. Vô lượng thế giới đều đến đại hội tại trời Đao Lợi. Nhờ có sức thần của Đức Như Lai, các phân thân ấy cùng với các vị đã được giải thoát tùy các phương diện đời nhà báo ra. Kể có hàng nghìn vạn na do tha cùng cầm hương hoa đến cúng giảng Phật, những chúng cùng đến đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát ra giúp cho an trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không còn thoái chuyển. Những chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đã phải trải qua trong vòng sinh tử ở trong sáu đường, chịu những đau thương không tạm ngừng dứt, nhờ lòng từ mẫn hệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng nên tất cả chúng đều chứng đạo quả. Cả thể khi đến cung trời Đao Lợi là mọi vui mừng chiêm ngưỡng Như Lai không ngoài mỏi mắt. Bấy giờ Thế Tôn giơ cánh tay vàng xoa đầu hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trăm nghìn muôn ức, không thể nghĩ bàn, không thể nói xiết, vô lượng thế giới mà dạy bảo rằng: ta ở trong đời hữu trực dấu xa, giáo hóa chúng sanh ương ngạnh như thế, khiến chúng sanh điều phục bỏ tà theo chánh, mười phần chúng sanh còn phải hóa, cũng thân ra hàng trăm nghìn vạn ức hóa thân rộng mở phương tiện. Trong chúng có kẻ lợi căn nghe liền tin nhận, hoặc kẻ tiện quan chuyên cần khuyên bảo sẽ được thành tựu, hoặc kẻ ngu độn dạy dỗ lâu hướng tin theo, hoặc kẻ nặng nghiệp làm không kiên ngưỡng. Những bọn chúng ấy hết thảy khác nhau, ta đều phân thân độ cho giải thoát. Hoặc hiện ra thân đàn ông đàn bà, hoặc hiện ra thân trời rồng quỷ thần, hoặc hiện ra núi rừng nguồn sông suối ao giếng đầm hồ làm lợi cho người đều được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân quan lại, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, chỉ đến những thân thanh văn la hán bích chi phật của Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, chẳng phải chỉ có hiện một thân phật trước các người đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng ương ngạnh khó dạy như thế. Nếu còn có kẻ chưa điều phục được, phải theo nghiệp báo ác đạo đọa vào chịu khổ nghẹn ngào, các ông nên tưởng nhớ đến lời ta ân cần phó trước trên trời Đao Lợi, khiến cho chúng sanh ở cõi xa bà đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời đều được giải thoát hết nỗi khổ, được Phật thụ ký. Bấy giờ hết thể hóa thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hợp thành một hình, rơi lại thương cảm nói với Phật rằng: con từ bao kiếp nay nhờ ân Phật tiết độ, khiến cho con được thần lực không thể nghĩ bàn trí huệ đầy đủ, nên con phân thân khắp các thế giới như các sông hàng trăm nghìn vạn ức, mỗi một thế giới hóa muôn ức thân, mỗi một thân độ trăm nghìn vạn người, khiến cho chúng đều quy kính tam bảo, lìa hẳn sinh tử, hưởng vui niết bàn. Ở nơi Phật pháp, những chúng sinh nào chỉ làm việc lành và một sợi tóc vào nước hạt cát, hoặc là nhỏ hơn chỉ một hạt bụi, con cũng dần dần độ cho giải thoát được lợi ích lớn. Kính mong Thế Tôn xin từng bận tâm đến các chúng sanh ác nghiệp sau này. Địa Tạng Bồ Tát ba lần bạch Phật: kính mong Thế Tôn xin đừng bận tâm đến các chúng sanh ác nghiệp sau này. Bấy giờ Đức Phật bèn khen ngợi ngay Địa Tạng Bồ Tát: hay, ta hũ cho ông chưa được tại nguyện, từ bao đời kiếp xa xưa đến nay thường phát nguyện lớn độ hết chúng sanh, thời ông liền chứng đạo quả Bồ Đề. Phẩm thứ ba, nói rõ nghiệp duyên chúng sanh. Khi bấy giờ Thánh Mẫu là Bà Ma Gia chắp tay kính bạch Địa Tạng Bồ Tát: xin thưa Thánh giả, chúng sanh trong cõi Nam Dương Phù Đề tạo nghiệp khác nhau, cảm thọ quả báo sự ấy thế nào? Ngài Địa Tạng đáp: trong nghìn muôn cõi cho đến các nước, nơi có địa ngục, nơi không địa ngục, nơi có đàn bà, nơi không đàn bà, nơi có Phật pháp, nơi không Phật pháp, cho đến thanh văn cùng bích chi Phật tạo nghiệp khác nhau, cảm thọ quả báo cũng đều khác nhau, chứ chẳng phải có chỉ riêng tội báo ở nơi địa ngục khác nhau thôi đâu. Ma Gia phu nhân bảo đại bạch rằng: tôi nay muốn nghe tội báo trong cõi Nam Dương Phù Đề chiêu cảm lần nát. Ngài Địa Tạng đáp: Thánh Mẫu lắng nghe, tôi xin được thuật. Thánh Mẫu bạch rằng: xin ngài Thánh giả nói cho tôi nghe. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: tên những tội báo ở cõi Diêm Phù là như thế này. Nếu có chúng sinh bất hiếu cha mẹ cho đến giết hại, thì phải đọa vào địa ngục vô gián, kể cả ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng sinh làm Phật chảy máu, hủy báng tam bảo, xem thường kinh điển cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, kể cả ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng sinh lớn chiếm của chùa như phạm tăng ni, hoặc ở trong chùa tự tình dâm loạn, hoặc giết hoặc hại, những kẻ như vậy cũng phải đọa vào địa ngục vô giá, kẻ vạn ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng sinh giả làm sa môn, lòng phi sa môn, phá của thường trụ, trái phạm giới luật,
khi vì lòng bạc những người tại ta gây nhiều tội ác. Những hạng như thế cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, kể bạn ức hiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu của chúng sinh ăn trộm ăn cắp của cả nhà chùa, tiền tài thóc gạo, đồ ăn thức uống, quần áo cho đến bất cứ thứ gì không cho tự lấy, cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, kể bạn ức hiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại thưa Thánh Mẫu rằng: Kính bạch Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh gây tội như thế, ắt phải đọa vào ngục năm vô gián, cầu tạm ngừng nghỉ giây phút không được. Thánh Mẫu lại hỏi: Vì sao gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng đáp: Có bao địa ngục trong núi Thiết Vi, số địa ngục lớn có 18 ngục, kế đó lại có 500 ngục nhỏ tên gọi khác nhau, kế đó lại có hàng nghìn ngục nữa tên cũng khác nhau. Những địa ngục ấy thành toàn bằng sắt, cao một môn dặm, chu vi ức dặm, lửa cháy trên thành không chỗ nào hở, trong thành các ngục đều nối liền nhau, tên đều khác nhau. Chỉ có một ngục gọi là vô gián. Ngục này chu vi kẻ có ức dặm, tường cao nghìn dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy trên dưới hừng hực bốc ra, ở trên từng ngục chó sắt rắn đồng phun lửa nổi nhau khắp nơi ngục ấy. Trong ngục này có cái giường biến hiện rộng hàng môn dặm, một kẻ có tội nằm thế chật giường, vạn kẻ có tội nằm cũng chật giường, là do tội nghiệp cảm dai như thế. Lại những tội nhân chịu mọi sự khổ trong nghìn dạ xoa cùng lũ quỷ ác, răng nhọn như gươm, mắt lóe như chớp, móng tay tự động móc ruột sâu xé. Lại có dạ xoa cầm chĩa rất lớn đâm vào tội nhân, hoặc đâm vào mình, vào mồm, vào mũi, vào bụng, vào lưng, tung lên trên không đưa chữ ông lưới, lại ném xuống giường rồi lại đâm tiếp. Còn có chiên sắt mổ mắt tội nhân, lại có loài chăn quấn đầu kẻ tội, rồi lại đóng đinh khắp cả thân mình, cặp kìm kéo lưỡi lôi ra cày sới và nước đồng sôi đổ tôn vào miệng, sắp nóng quân thân hàng nghìn vạn lần chết đi sống lại. Những nghiệp báo ấy trải muôn ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Dù cho đến khi thế giới này hoại, chuyển thế giới khác, khi thế giới ấy lại hoại, lại chuyển sang thế giới khác, thế giới phương ấy lại hoại tiếp nữa, thì cứ lần lượt mà chuyển tiếp đi, cho đến sau khi thế giới cũ thành, lại phải quay về chịu quả báo tiếp. Những sự tội báo trong ngục vô gián là như thế đấy. Lại địa ngục đó có năm nghiệp cảm nên mới gọi là năm vô gián tội. Những gì là năm? Một là ngày đêm chịu tội bao kiếp không hề gián đoạn. Hai là một kẻ có tội nằm cũng chật ngục, nhiều cũng chật ngục nên gọi vô gián. Ba là khí cụ để hành tội như gươm đao xảo gậy, cưa đục giáo mát, cối giã cối xe, chày đồng lưới sắt, chim chó dân tết, voi xéo ngựa rảy, những thứ vật này cấu nhai băm chặt, đói ăn gì sắt khát uống nước đồng, khổ cực chất chồng tháng năm liên tiếp, kể vô số kiếp không ngơi mất rừng nên gọi vô gián. Bốn là bất luận đàn ông đàn bà trẻ già bọn lợn giàu sang hèn hạ trời rồng quỷ thần đã gây ra tội tất phải thêm nghiệp mà chịu quả báo nên gọi vô gián. Năm là nếu phải đọa vào ngục ấy, từ khi mới vào đến trăm nghìn kiếp, trong một ngày đêm chết đi sống lại có hàng vạn lần, cầu xin tạm ngơi một giây không được, trừ khi sạch nghiệp mới được đầu thai, vì khổ liên miên nên gọi vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát lại thưa rằng: Địa ngục vô gián tôi chỉ mới nói lược qua như thế, nếu nói rộng ra tới những khí cụ để hành tội nhân cùng sự thống khổ trong địa ngục đó, dẫu nói một kiếp cũng không hết được. Ma Gia phu nhân nghe rồi ảo não, chắp tay cung kính đảnh lễ mà lui. Phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sinh. Khi bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì con nhờ sức quý đức Như Lai nên mới phân thân được thân hình này đi khắp trăm nghìn muôn ức thế giới cứu độ chúng sanh đang bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Phật, thờ chẳng biến hiện ra được như thế, con nay lại được Như Lai phó trúc, từ nay đến khi Ngài A Di Đà Bồ Tát thành Phật thì phải độ thoát hết thảy chúng sanh khắp trong sáu đường. Con xin vâng lời, Bạch Đức Thế Tôn đừng bận tâm nữa. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng: Tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, tiến thức không định, quen làm điều ác kết thành nghiệp xấu, quen làm điều lành kết thành quả tốt, làm thiện làm ác theo cảnh mà sinh, luôn chuyển năm đường không lúc nào ngớt, trải qua nhiều kiếp như số bụi trần, mê lầm chống nạn như cá trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt vào lại ra, thoạt ra lại vào. Vì chúng như thế nên ta thương lắm. Nay ông muốn làm theo lời pháp nguyện đã từ bao đời, độ cho hết thể những lũ ấy thì ta lo gì nữa. Khi Đức Phật nói đến đấy xong, trong pháp hội có một vị đại bồ tát hiệu là Địa Tạng Bồ Tát, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ bao đời kiếp Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn khen ngợi ân cần như thế? Xin Đức Thế Tôn nói qua để cho chúng con được biết. Bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Bồ Tát Định Cự Tại Vương: Ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giải thuyết cho. Xưa kia đến nay không biết bao nhiêu là Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp, lúc đó có Phật xuất thế, hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, Tuấn Cúng Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ tới 60 kiếp,
Thuở chưa xuất gia, ngài còn làm vua ở một nước nhỏ, cùng kết bạn với vua nước láng giềng. Hai vua phát tâm cùng tu thực thiện để làm lợi lạc cho khắp nhân dân. Thấy nước láng giềng dân hay làm ác, hai vua bàn bạc tìm mọi phương pháp để dắt dìu dân. Một ông phát nguyện cầu sớm thành Phật để độ dân chúng không sót một người vui tươi giải thoát. Ông kia cũng nguyện nếu không độ được hết khổ cho dân đều được an vui đến ngôi Bồ Đề thì tôi nguyện thề chưa thành Phật vội. Phật bảo Bồ Tát định tự tại vương. Ông vua phát nguyện sớm thành Phật. Đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Lại việc quá khứ cách đây vô lượng a tăng kỳ kiếp, lúc đó có Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thọ mệnh của ngài là 40 kiếp, trong đời tượng pháp có vị lan phúc độ chúng sinh nên đi giáo hóa gặp một nữ nhân tên là Quang Mục. Người nữ nhân này sắm sửa đồ chay cúng vàng La Hán. Vị La Hán hỏi người muốn cầu gì. Quang Mục thưa rằng ngày mẹ con mất, con làm việc thiện để nhờ phúc đó mà cứu mẹ con, không hiểu mẹ con thắc xin nhà nào. La Hán nghe nói ngài động lòng thương, nhập định quán thấy mẹ của Quang Mục phải đọa đường ác cực khổ vô cùng. Lúc đó La Hán hỏi Quang Mục rằng khi mẹ con sống đã làm nghiệp gì mà nay đương phải đọa trong đường ác chịu quá khổ thế. Quang Mục thưa rằng mẹ con thường thích ăn cá ba ba, lại ưa ăn trứng của những loài đó, hoặc rán hoặc nấu mải miết mà ăn. Nếu tính đến số người kia bị hại kẻ mạn vạn lần, con xin tôn giả tới mẫn chỉ cho phải làm cách nào cứu được mẹ con. La Hán thương xót ngài dạy phương tiện khuyên Quang Mục rằng con nên trí thành chuyên niệm danh hiệu Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và tô vẽ khắc hình tượng Đức Phật, thời khiến kẻ còn cùng những người mất đều được phúc lợi. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của tô đắp tượng Phật, trí thành cúng dường, lệ dốc một lòng cung kính chiêm lễ, cảm sự thương khóc. Bỗng nhiên đêm đó chiêm bao thấy Phật thân vàng rực rỡ như núi Tu Di, hào quang sáng láng, bảo Quang Mục rằng chẳng bao lâu nữa mẹ con sẽ lại sanh vào nhà con, với biết đói rét đã biết nói ngay. Quả nhiên sau đó, đứa đầy tớ gái trong nhà sinh ra được một bé con chưa được 3 ngày mà đã biết nói. Bé kia đau khóc bảo Quang Mục rằng cho hay quả báo nghiệp duyên sinh tử mình phải nhận lấy. Ta đây xưa kia là mẹ của con, bấy lâu phải ở những chỗ tối tăm mới được đầu thai làm kẻ hèn hạ, sự sống ngắn ngủi được 13 tuổi rồi bị chết non lại đoạn đường ác. Con có cách gì khiến cho mẹ được mau giải thoát chăng? Quang Mục nghe nói biết đích mẹ mình, nghẹn ngào thương khóc thưa với bé kia con của đầy tớ: nếu quả mẹ tôi, thời phải tự biết tội lỗi của mình đã thành nghiệp gì mà bị đoạn vào ở trong đường ác. Bé kia đã giải: vì hai cái nghiệp, một là giết hại, hai là chửi rủa cho nên chịu báo. Nếu không nhờ vào phúc đức của người cứu nạn cho ta, thời hai nghiệp đó không thể thoát được. Quang Mục lại hỏi: sự thể tội báo cho Mục thế nào? Bé kia lại đáp: những tội khổ ấy không nỡ nói ra, dẫu mà có nói đến trăm nghìn năm cũng không hết được. Quang Mục nghe rồi hướng lên trên không rơi lại mà rằng: nguyện cho mẹ con thoát hẳn địa ngục, hết tuổi 13 không còn tội nặng và không phải đoạn vào đường ác nữa. Xin các người phương chư Phật tán thương chứng tâm tôn niệm. Con nay vì mẹ phát đại nguyện rằng nếu mẹ con được liền hẳn 3.000 đoạn nơi hèn hạ, cho đến đời đời không làm thân nữ, thì con xin nguyện đối chức tượng Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai từ nay trở đi cho đến nghìn vạn ức kiếp sau này, hệ thời gian mà chúng ta chịu cho qua đường ác, thì con cần nguyện cứu vớt hết thảy, khiến cho họ được thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những kẻ mắc phải quả như thế thành Phật cả rồi, con mới lên ngôi tránh đẳng tránh giác. Dứt lời nguyện, liền nghe thấy Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo rằng: này Quang Mục, con có lòng từ mẫn vì mẹ phát ra lời thiện nguyện lớn thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mắc hạn mẹ con 13 tuổi đời bỏ báo thân ấy, sẽ được thắc sinh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sinh về nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, rồi sau thành Phật độ khắp trời người, số nhiều bát ngát như các sông Hàn. Phật bảo Bồ Tát định tự tại vương là hắn lấy phúc độ cho Quang Mục thuở đó là vô tận ý Bồ Tát, mẹ Quang Mục là giải thoát Bồ Tát, còn nàng Quang Mục chính thực là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong nhiều kiếp trước mở lòng từ mẫn, Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện nhiều như các sông Hàn độ khắp chúng sinh, cho nên như thế sang đời sau này nếu của chúng sinh không chịu làm lành mà chỉ làm ác, cho chí không tin vào luật nhân quả, nói lưỡi hai chiều gian dâm ác khẩu hủy mãn đại thừa, những chúng sinh này gây những nghiệp ấy tất đoạn được nát. Nếu gặp được thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát dù chỉ một lát, những chúng sinh này đều giải thoát ngay khỏi ba đường nát. Nếu người trí tâm quy kính chiêm ngưỡng đảnh lễ khen ngợi, rồi đem hương hoa các thứ ăn uống y phục châu báu cúng dường Bồ Tát, thời người đó thường được ở cõi trời vui thú thảnh thơi thọ muôn ức kiếp, sau khi hưởng hết phúc ở cõi trời sinh xuống nhân gian hàng trăm nghìn kiếp được làm vua chúa và nhớ lại được nguồn gốc nhân quả kiếp trước của mình. Định tự tại vương: như thế đủ biết Địa Tạng Bồ Tát có sức uy thần làm lợi chúng sinh không thể kể xiết.
Các ông đã là những bậc Bồ Tát, cần nên ghi nhận như lên kinh này để rồi truyền bá cho rộng khắp ra. Ngài Định Cự Đại Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin đừng bận tâm, chúng con đã có hàng nghìn vạn ức các đại Bồ Tát đều có thể nương uy thần của Phật mà giảng kinh này khắp cõi liêm phù làm lợi chúng sinh. Ngài Định Cự Đại Vương Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn rằng: Chắp tay cung kính đảnh lễ mà lui. Bấy giờ bốn ông thiên vương cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, từ bao đời kiếp Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện lớn, làm sao đến giờ cũng chưa độ được hết cả chúng sanh mà nay ngài còn lại phải phát nguyện lớn như thế nữa? Xin Đức Thế Tôn hãy vì chúng con mà chỉ giáo cho. Bấy giờ Đức Phật bảo với tứ thiên vương rằng: Hay thay, ta vì các ông cùng các trần người đời này đời sau mở đường lợi ích mà nói ra những sự phương tiện của Địa Tạng Bồ Tát, độ thoát chúng sinh trong đường sống chết, thương xót cứu vớt nơi diêm phù đề, cõi sa bà này hết thảy tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng: Kính vâng, lạy Đức Thế Tôn, chúng con muốn nghe. Bấy giờ Đức Phật bảo với tứ thiên vương rằng: Từ kiếp xa xưa cho đến ngày nay, Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh vẫn chưa mãn nguyện, vì thương xót chúng khổ não đời này, lại quán thế gian vô lượng kiếp sau tội khổ chiến binh mãi mãi rất, cho nên đã phát ra đời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở cõi diêm phù sa bà thế giới dùng trăm nghìn ức các phép phương tiện giáo hóa chúng sinh. Này tứ thiên vương, Địa Tạng Bồ Tát gặp kẻ sát sinh thì dạy cho biết vì mầm họ ấy chịu báo chết non, gặp kẻ trộm cắp thì dạy cho biết sẽ bị quả báo nghèo đói khổ sở, gặp kẻ tà dâm thì dạy cho biết sẽ bị quả báo làm loài chim sẻ, bồ câu, uyên ương, gặp kẻ ác khẩu thì dạy cho biết sẽ bị quả báo họ hàng tranh đấu, gặp kẻ hủy báng thì dạy cho biết sẽ bị quả báo mất lưỡi lở mồm, gặp kẻ giận dữ thì dạy cho biết sẽ bị quả báo xấu xí tàn tật, gặp kẻ bỏn sẻn thì dạy cho biết sẽ bị quả báo cầu mong không được, gặp kẻ háu ăn thì dạy cho biết sẽ bị quả báo đói khát đau khổ, gặp kẻ săn bắn thì dạy cho biết sẽ bị quả báo điên cuồng mất mạng, gặp kẻ ngược đãi ông bà cha mẹ thì dạy cho biết sẽ bị quả báo trời tru đất diệt, gặp kẻ đốt rừng thì dạy cho biết sẽ bị quả báo mê cuồng đến chết, gặp kẻ bắt chim thì dạy cho biết sẽ bị quả báo cốt nhục chia lìa, gặp kẻ làm cha mẹ dựng độc ác thì dạy cho biết sẽ bị quả báo roi vọt đời sau, gặp kẻ hủy báng phá ngôi tam bảo thì dạy cho biết sẽ bị quả báo câm ngọng mù điếc, gặp kẻ khinh nhờn chê bai giáo pháp thì dạy cho biết sẽ bị quả báo đọa vào đường ác, gặp kẻ phá hoại của cải thường trụ thì dạy cho biết sẽ bị quả báo ức kiếp địa ngục, gặp kẻ đả phá tăng già phạm hạnh thì dạy cho biết sẽ bị quả báo đọa mãi súc sinh, gặp kẻ thu nấu chém giết sinh vật thì dạy cho biết sẽ bị quả báo luân hồi đền mạng, gặp kẻ phá bỏ giới luật phạm trai thì dạy cho biết sẽ bị quả báo cầm thú đói khát. Gặp kẻ châm chọc thì dạy cho biết sẽ bị quả báo không lưỡi trong lưỡi, gặp kẻ phung phí của cải bừa bãi thì dạy cho biết sẽ bị quả báo thiếu thốn đủ đường, gặp kẻ kiêu ngạo thì dạy cho biết sẽ bị quả báo làm thân tôi đòi, gặp kẻ tà kiến thì dạy cho biết sẽ bị quả báo sinh nơi đương tiện. Những chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề từ thân khẩu ý nghiệp ác viết tập trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế, nay mới chỉ nói được qua đó thôi. Nghiệp cảm chúng sinh cõi Diêm Phù Đề khác nhau như thế nên ngài Địa Tạng phải dùng trăm nghìn các phép phương tiện giáo hóa cho họ. Những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo này, sau đoạn địa ngục trải qua nhiều kiếp không biết lúc nào mới được thoát ra, cho nên các ông bảo vệ muôn dân, hộ trì đất nước, chớ để cho những nghiệp chướng mê hoặc làm hại chúng sinh. Bốn ông thiên vương nghe rồi rơi lại than thở chắp tay lễ Phật mà lui. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện hết quyền thượng, trên cung trời đa lợi, Địa Tạng bổn nguyện kinh thần thông Phật hiển hóa, độ mê khắp quần sinh, đời ngũ trượt khó tỉnh, ương ngạnh lũ hữu tỉnh, ham vui nên chịu khổ, hoạn phúc đều do mình. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật. Ha ha ha, Bổn Sam Mô Ni So ha ha.